Xin chào quý vị và các bạn. Từ tối qua đến trưa chiều nay, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to. Có nơi mưa rất to trên 150mm như tại Bạch Mã, Thừa Thiên Huế là 223mm và tại Bà Nà, Đà Nẵng là 159mm. Trong 24 giờ tới, các hình thế gây mưa cho khu vực Trung Bộ vẫn còn, vì thế mưa vẫn diễn ra trên diện rộng. Trong đó, khu vực từ Quảng Trị xuống đến Phú Yên sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 70 cho đến 150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 200mm. Do mưa kéo dài nên từ nay đến 24 tháng 11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ các sông ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Riêng các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức báo động 1, báo động 2 có sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất vùng núi. Trời có mưa lại chịu tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế khá thấp, chỉ từ 22 cho đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Phú Yên dao động từ 26 đến 28 độ, còn khu vực từ Bình Định xuống đến Bình Thuận nhiệt độ là từ 29 đến 31 độ. Trở ra với các tỉnh thành miền Bắc, nằm trọn trong khối không khí lạnh, vì thế trong đêm nay và ngày mai, tại đây duy trì trạng thái ít mây. Về đêm và sáng sớm, nhiệt độ chỉ từ 17 cho đến 20 độ, vùng núi cao còn dưới 14 độ. Nhiệt độ trưa và chiều mai ở thủ đô Hà Nội cũng như các khu vực khác ở Bắc Bộ sẽ có mức nhiệt là từ 25 cho đến 28 độ, có nơi cao hơn. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ngoài ra, khu vực phía nam của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Và đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 22 tháng 11 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.